Hello, hello, xin kính chào toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của tô cụ giá rẻ nhất cả nước ạ. Và tiếp tục buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem những chiếc xe đăng ký 5 chỗ bản sedan 2 đầu nhé. Bà con cô bác chúng ta quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con xem video đầu tiên của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em ạ. Chị em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, hiện tại thì cái dòng xe bản sedan 2 đầu thì em đang có rất là nhiều những mẫu mã điển hình như là rất là nhiều Toyota Vios từ bản Limo, bản G, bản E, bản G đến những dòng xe Kia K3 này, Kia Rio này, Daewoo Lachetti, Daewoo Gencha này, Hyundai Venna, Hyundai Elantra, Hyundai i10 và một số những dòng xe như là Avel, Avante tự động bản 1.6 cũng là bản 2.0, rất nhiều những dòng xe. Và đặc biệt là em sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng với những mẫu xe nào giá trị của nó tầm tiền hơn 300 và hỗ trợ trả góp ngân hàng được nhé. Nên là bà con quan tâm thì gọi điện trực tiếp cho em để em sẽ tư vấn về cái thủ tục để chúng ta trả góp ngân hàng. Và bây giờ thì em sẽ không để cho bà con chúng ta mất thời gian chờ đợi nữa, em sẽ đi báo giá luôn này. Và chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe Vios bản E sản xuất năm 2018 nhé, với động cơ máy 1.5 số sàn tư nhân một chủ từ đầu mang biển Quảng Ninh 14A30207. Với chiếc xe này thì tư nhân một chủ bắt đầu từ 2016 trở lên thì nó sẽ được trang bị máy trắng là 2018 rồi. Đây là bên trong phần nội thất của chiếc xe này, và nói rất là đẹp đây đấy. Ghế da 3D này, trần 3D này, con này chưa có màn hình đâu, đầu đài nguyên bản thôi. Mẫu xe này 2018 thì sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tổng khoảng được 70% giá trị của xe. Giá bán hiện tại là 379 triệu. Nếu mà chúng ta trả góp thì nó sẽ dao động tổng khoảng là 150 đấy, là chúng ta sở hữu ngay được chiếc xe Vios E 2018 này. Đặc biệt hệ thống đèn sương mù của chủ xe họ đã độ lên đèn bi rồi, hai túi khí và 4 phanh đĩa nhé, đăng kiểm đến tháng 7 2023. Và tiếp tục đây cũng là một chiếc xe cũng sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng được đây, đời rất là cao. Mẫu xe Vios G được sản xuất năm 2019, và động cơ máy 1.5 tự động nhé, form này là form mới rồi, cuối 2018 và đầu 2019 thì nó sẽ lên form này. Và đặc biệt form này thì nó sẽ trang bị hẳn 7 túi khí an toàn, cũng như là điều hòa auto này, đề lổ này. Đấy, và đặc biệt con này có giải đèn LED, có cả đèn bi đầy đủ đây. Màn hình cam lùi có luôn. Dòng xe Vios G thì nó sẽ có trang bị cả điều hòa auto, đèn bi nguyên bản của nó nhé. Đây, đấy, đèn bi nguyên bản của nó này. Chiếc xe mang biển Hải Phòng và giá chúng ta mua thẳng sẽ là 509 triệu, và mua trả góp ngân hàng chỉ tầm khoảng 150 thôi. Vios G 2019 xe còn rất là đẹp, gần như là mới hết. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất năm 2015, con này là bản Blue nhé, với động cơ máy 1.4 số sàn tư nhân một chủ biển thủ đô Hà Nội. Con này thì anh em mượn biển để đi ra một chiếc xe Accent 2013 về Cát Hải, Hải Phòng ạ. Với mẫu xe Hyundai Accent 2015 này thì nguyên bản của nó là sẽ có giải đèn LED ban ngày này, đấy, cũng là đèn bi nguyên bản của nó luôn. Giá bán con này là 335 triệu nhé. Na răng đúc nguyên bản, 4 phanh đĩa. Lốp xếp con này còn tương đối khá là dày đấy ạ. Đặc biệt với chiếc xe Hyundai Accent này thì chủ xe họ có độ đề lổ này, cũng như là có cả cam hành trình, và cũng như là khi chúng ta tắt đề lổ thì gương sẽ tự động gập vào nhé. Tư nhân chính chủ con này một chủ từ đầu sử dụng 335 triệu, Hyundai Accent 2015 tư nhân một chủ từ đầu bản Blue nhập Hàn. Một chiếc xe Avel được sản xuất năm 2013 với động cơ có 1.5 tự động. Dòng xe Avel này thì form của nó thì giống tương tự với dòng xe Daewoo Gencha. Đấy, nhưng mà với dòng xe này thì có hệ thống túi khí ABS đầy đủ, cũng như là hệ thống gương kính chỉnh điện. Đấy, cụm xe là nguyên bản theo xe, hai túi khí an toàn này,
một bên lái và một bên phụ. Trần con này thì vẫn là trần nỉ ghế da rồi. Giá tiền con này cũng rất là hợp lý ạ, chỉ có 230 triệu thôi. Sở hữu ngay một chiếc xe tự động nhé. Đăng kiểm dài đến tháng 3 2024. Chiếc xe hiện tại mang biển Hải Phòng 15A10434 ạ. Hyundai Avante bản 2.0 này được sản xuất năm 2011 nhé, tự động. Chiếc xe mang biển Nam Định. Với dòng xe Hyundai Avante tự động thì nó sẽ khác biệt so với Avante số sàn, đó là như là hệ thống cửa sổ trời này, ghế da xịn này, và Avante tự động thì nó sẽ có điều hòa auto, và nếu mà số sàn thì nó sẽ không có điều hòa auto đâu ạ. Chiếc này là bản 2.0 nhé, máy của nó sẽ to hơn bản 1.6. Avante tự động thì em đang có 4 con cơ, hai con 2011 và hai con 2012 đấy. Và giá thì nó cũng chỉ xem như nhau thôi. Con này là 2011 bản 2.0, giá hiện tại em đang bán là 309 triệu. Một chủ biển Nam Định 18A01164. Tiếp tục đây là một chiếc xe Daewoo Yensha được sản xuất năm 2010. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng và không chạy qua dịch vụ taxi. Chiếc xe mang biển 89A34919 nhé. Với mẫu xe này thì hiện tại đấy, em đang bán với cái giá là 139 triệu đồng thôi. Dòng xe Yensha bản Việt này thì xe đi cũng tương đối rất là lành đấy ạ. Bao nhiêu năm sử dụng rồi mà mặt vô lăng của chiếc xe còn khá đẹp này. Đấy, rất là đẹp. Màn hình có luôn này, trần lỉ bọc đi lông. Hơn 100 triệu sở hữu ngay một chiếc xe thương hiệu Hà, bản sedan, đăng kiểm tháng 6 2023 nhé. 139 triệu đồng thôi. Yensha 2010, xe gia đình và không khoan đục. Tiếp tục đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn, mẫu xe Hyundai Venna, được sản xuất năm 2008, động cơ máy 1.4 nhé. Đây là có dịch vụ. Đây, bên trong nội thất của chiếc xe này, coi là tư nhân có khoan đục nhé, có dịch vụ, và giá là 158 triệu. Em đang có một con Venna 2008 cùng đời con này mà không dịch vụ. Đây là đằng sau ngay đây thôi. Đấy, đây ạ. Một chiếc xe Venna, xe gia đình này, không khoan đục, chiếc xe mang biển Quảng Ninh 14A08054. Đấy, một chiếc xe gia đình sử dụng nhé. Với mẫu xe này thì em đang bán là 172 triệu, chênh lệch với con kia tổng khoảng mười mấy triệu thôi. Được trang bị ký nỉ này. Đấy, vô lăng 3 chấu đây. Trần con này cũng đã trần nỉ rồi. Giá chỉ có 172 triệu, xe nhập Hàn, gia đình sử dụng và không dịch vụ nhé. Với dòng xe Hyundai Venna bản này thì nó sẽ có na đằng sắt nguyên bản, xi nhan thích hợp bảo rẻ bên sườn ạ. Toyota Vios bản Z được sản xuất năm 2015 với động cơ máy 1.3 số sàn. Dòng xe này thì bắt đầu từ 2014 trở lên, số sàn sẽ có 3 bản, đó là bản Livo, bản Z và bản E. Đấy. Thì với chiếc xe bản Z này, nó có trang bị đầy đủ những cái tính năng cần thiết như là hệ thống túi khí này, đấy, ABS có này. Chỉ khác biệt so với bản E là chỉ có hai bánh trước là phanh đĩa và hai bánh sau đó là phanh tăng trống ạ. Xe có trang bị màn hình Android đây. Trần lỉ bọc ni lông này. Đấy, con này thì em đang bán với giá là 275 triệu nhé. Vios Z 2015. Chiếc xe hiện tại mang biển 60 Đồng Nai, 60A82590 ạ. Đặc biệt hệ thống đèn sơ bồ con này chủ xe họ đã độ lên đèn bi nữa rồi. Và chiếc màn này nhỏ, quý vị khách hàng cũng như là bà con cô bác, đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2015, động cơ máy 1.2 số sàn, coi là bản thiếu nhé, trước đây là dịch vụ ra tên rồi. Hiện tại mang biển 88A10074. Dòng xe i10 bản thiếu thì nó có xi nhan thích hợp này, đấy, na đăng sắt nguyên bản, giá bán quay là 245 triệu ạ. Đây, bên trong của chiếc xe đây, 245 triệu đồng thôi. Trước đây là con này là dịch vụ ra tên rồi, nhưng được cái là con này nó màu trắng, đây là màu nguyên bản của nó, là không đổi màu đấy ạ.
245 triệu. Mẫu xe Daewoo Lachetti bản HSE được sản xuất năm 2010 với động cơ máy 1.6 số sàn, hiện tại mang biển Nghệ An 37A57941. Với chiếc này thì đã được chủ xe độ lên la đăng đúc này. Đấy. Xi nhan tích hợp bảo xe bên sửa là nguyên bản, đăng kiểm đến tháng 7/2023. Và con này thì có độ như là màn hình cam mùi và có cả cam hành trình nữa cơ. Đây ạ, đấy. Lót sàn 3D và thảm để chân đi kèm. Và con này có cả đèn bi nữa. Đây, độ cả đèn bi này. 37 là Nghệ An. Giá là 218 triệu đồng cho một xe Daewoo Lachetti bản SE nhé. Đấy, bản SE sẽ là số sàn. Bản Cedis thì nó sẽ là số tự động ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện tại Hàn với tầm tiền cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, Hyundai Venna được sản xuất năm 2010 với động cơ máy 1.4 số sàn nhé. Form mới rồi. Trước cả là dịch vụ ra tên, mang biển Hà Nội 30A49100. Giá bán đây là 182 triệu ạ. Đầu trang bị ghế da màu đen này, trần 3D này, màn hình có rồi. Form mới nhé. Đây, nội thất đằng sau thì ạ. 182 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Venna 2010 form mới nhé. Bên cạnh đây là một chiếc xe Mercedes GLK 300 được sản xuất năm 2009 ạ. Với động cơ là 3.0 tự động. Và thực sự thì con này cũng về một thời gian rất là lâu lâu rồi đấy ạ. Cũng gần như là một năm rồi. Thì con này hiện tại em đang giảm giá sâu luôn. Khi mà thời điểm xe mới về em đang bán là 465 triệu nhưng bây giờ em đang giảm. Hiện tại giá đang giảm còn có 395 triệu thôi, giảm 70 triệu đồng. Với chiếc xe Mercedes này thì nó cũng trang bị rất là nhiều những cái tính năng hiện đại. Đấy, như là túi khí ABS là có rồi này, như là vị trí nhớ ghế này, cũng như là có cảm biến đằng trước, cảm biến đằng sau, đèn bi, ghế da xịn. Chủ xe là một chị nữ ở Bắc Ninh sử dụng nên là xe thì đi rất là giữ gìn đấy ạ. Và giá bán hiện tại thì em đang bán là 395 triệu, giảm so với thời điểm khi xe mới về bãi là 70 triệu đồng nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios bản E được sản xuất năm 2017 với động cơ máy 1.5 tự động nhé. Với dòng xe Vios E tự động thì nó sẽ không có điều hòa auto và không có đèn bi. Nó cũng có điều hòa cơ và giống với bản E số sàn thôi. Con này được option như là hệ thống đèn tay nắm cửa này. Đấy. Có màn hình camo và có cả cam hành trình tư nhân biển thủ đô Hà Nội. 30E77179 và giá bán coi là 419 triệu nhé. Một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2015 tự động 1.4 xe nhập Hàn. Chiếc xe mang biển ở Hải Phòng màu lâu cà phê, giá là 385. Vios G được sản xuất năm 2009 nặng với động cơ máy 1.5 tự động. Xe hiện tại mang biển Hải Phòng, giá là 285. Mẫu xe Honda Civic bản 2.0 này. Với dòng xe Civic bản 2.0 thì nó sẽ có hệ thống cửa sổ trời, khác biệt so với bản 1.8 nhé. Bản 1.8 sẽ không có cửa sổ trời đâu. Hiện tại mẫu xe mang biển thủ đô Hà Nội 30A22631 và giá bán của mẫu xe này là 275 triệu nhé. Phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của Nhật, rất là bền bỉ. Vì thế mà cái dòng xe này thì phải là qua bao nhiêu năm sử dụng rồi, là nhưng mà cái giá thành của nó phải nói rất là giữ giá đấy, rất là giữ giá luôn. Ngoài là một chiếc xe Chery Cruze được sản xuất năm 2011 với động cơ của nó 1.8 tự động nhé. Dòng xe Cruze này thì form giá của nó sẽ tương tự với những dòng xe Daewoo Lachetti, tại vì là dòng xe Daewoo Lachetti 2010 nó không sử dụng nữa và được 2011 trở lên nó sẽ lên dòng xe Chery Cruze ạ. Cái này động cơ 1.8 này, đấy, bản LTZ nhé. Có điều hòa auto này, cũng có nó sẽ khác biệt so với dòng xe Lachetti bản CX là nó không có cửa sổ trời.
không có đề lục đấy. Giá bán con này thì là 258 triệu, động cơ khác nhau. Lachetti là 1.6 nhưng mà dòng xe Cruze nó sẽ là 1.8 ạ. 258 triệu đồng nhá cho mẫu xe Chery Cruze 2011 bản 1.8 này. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia K3 bản 2.0 được sản xuất năm 2015 nhé. Với dòng xe bản 2.0 này có dải đèn led ban ngày này, đấy, đèn bi này, cảm biến vòng quanh xe này, hệ thống cửa sổ trời đây, và đặc biệt với chiếc xe này thì nó có cả thì là ghế điện bên hàng ghế lái cơ, đấy, ghế điện bên hàng ghế lái bên kia, điều hòa auto này, đè lỗ này, đấy, vô lăng thích hợp đây, hệ thống cửa sổ trời. Hiện tại chiếc xe Kia K3 này thì em đang bán với cái giá là 445 triệu nhé. Một chiếc xe K3 bản 2.0 2015. Em đang có một con bản K3 2014 cũng là bản 2.0 luôn ạ. Màu đen nhé, biển Quảng Ninh. Bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Vios bản Limo 2010. Đặc biệt con này thì đã nâng cực rồi. Như là bốn thanh đĩa này, đấy, đặc biệt là lên bốn thanh đĩa luôn. Hệ thống xi nhan trên gương cũng là hệ thống gương hướng điện cục xòe nhá. Đây, bốn thanh đĩa này. Đấy. Và đặc biệt là độ tay nắm cửa của Vios E cơ. Một số những cái dòng xe này thì chủ xe họ chỉ độ một cái gì đó rất là rẻ thôi. Đấy. Nhưng đặc biệt con này chủ xe họ độ vào tay nắm cửa của Vios E cơ. Đấy, nhìn nó rất là đẹp và rất là xịn ạ. Bên trong phần nội thất của chiếc xe này. Trần nỉ đây. Giá bán của chiếc xe Vios Limo 2010 đã nâng kịch này, đăng kiểm dài nhé, tháng 12/2023, chỉ có 189 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ, mang biển Hải Phòng. Và tiếp tục đây là một chiếc xe với tổng tiền hơn 100 triệu, sở hữu ngay một chiếc xe tự động, mẫu xe Bullock X-Trailer được sản xuất năm 2009 ạ. Với động cơ máy 1.8 tự động nhé. Đặc biệt với dòng xe Bullock này thì có hệ thống điều hòa auto này, túi khí an toàn có này, đây đấy, số tích tắc đây, màn hình cam lùi có rồi, trần nỉ, nội thất rất là đẹp đấy ạ. Giá chỉ có 129 triệu đồng thôi cho mẫu xe Bullock X-Trailer 2009 này, đặc biệt trang bị 4 phanh đĩa, đăng kiểm tháng 6. Chiếc xe mang biển Hải Phòng, một chủ đầu 16L3984. Vâng, tiếp tục phía ngoài là một chiếc xe Toyota Vios bản E được sản xuất năm 2014 ạ. Một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng và không chạy qua dịch vụ taxi. Đặc biệt với chiếc xe này, chủ xe họ đã độ đèn bi cầu này, đấy, đèn bi cầu đây. Và cũng như là hệ thống Absolute, đây là Absolute đây ạ. Xi nhan trên gương là nguyên bản theo xe nhé. Trang bị vô lăng 3 chấu này. Đấy, Absolute có trên gương này. Và cũng như là màn hình cam lùi, cam hành trình. Trần thì trang bị trần 3D rồi. Nội thất của nó đây, đấy, ghế da cũng rất là đẹp nhé. Mẫu xe này thì em đang bán với giá là 339 triệu. Vios E 2014 xe gia đình của đó là rất là đẹp. Keo chỉ zin, máy zin. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Hyundai Avante mới về cửa hàng bên em ngày hôm qua thôi. 2011, động cơ máy 1.6 tự động, chiếc xe mang biển Quảng Ninh 14A42309 ạ. Với dòng xe Hyundai Avante tự động thì nó sẽ có cửa sổ trời đây. Đấy. Con này thì anh em chắc là chốt cửa rồi. Avante 2011 tự động, giá là 312 triệu, biển Quảng Ninh, đăng kiểm tháng 6 2023. Đặc biệt con này qua 12 năm sử dụng rồi, nhưng mà hệ thống cái phần máy móc của chiếc xe vẫn còn nguyên, máy còn chưa hạ và keo chỉ zin nhé. Chiếc xe Daihatsu Lachetti bản CDX được sản xuất năm 2009 với động cơ máy 1.6 tự động. Đây là bản xuất Trung Đông, bản đặc biệt nhất. Hiện tại mang biển 30U2494 và giá bán ra là 242 triệu ạ.
hợp này, đấy, đề lộ này, điều hòa auto, cửa sổ trời, 242 triệu, Daiola trọng tư bằng đó, series và bản xuất Trung Đông nhất. Tiếp tục phía ngoài là một chiếc xe Ford Fiesta được sản xuất năm 2011 với động cơ máy 1.6 tự động, một chủ từ đầu mang biển Hải Phòng 15A03558. Và chiếc xe Ford Fiesta này em đang bán là 258 triệu thôi. Cái dòng xe Ford này thì tôn vỏ của nó rất là dày, cho nên là xe chạy của nó rất là đầm, rất là chắc xe đấy ạ. Được trang bị ghế nỉ nguyên bản này. Đấy, vô lăng của chiếc xe trang bị vô lăng 3 chấu đây. Có hoa màn hình cam lồi chi hương đây rồi. 258 triệu Ford Fiesta 2014, tự động 1.6 nhé, tư nhân một chủ từ đầu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios bản G được sản xuất năm 2014 với động cơ máy 1.5 đấy, tự động mang biển Hải Phòng 15A14797. Nguyên bản của dòng xe Vios G này có điều hòa auto và có cả đèn bi này, đây là nguyên bản nhé. Đăng kiểm con này cuối tháng 4, 24 tháng 4, 2023. Còn 20 ngày thôi là cũng đã hết đăng kiểm ạ. Đây, với dòng xe Vios G này sẽ có điều hòa auto đây này, đấy. Màn hình cam lùi có. Và ghế da là ghế da màu đen nguyên bản theo xe, chưa bị mất ghế nhé. Về phần chất lượng của chiếc xe thì máy zin và keo chỉ zin, hai túi khí, 4 phanh đĩa, 398 triệu đồng cho mẫu xe Vios G 2014 ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios bản E đấy, được sản xuất năm 2016 với động cơ máy 1.5 số sàn, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng và không dịch vụ, giá bán toàn là 340. Một chiếc xe Daiwa nhập khẩu 2010 mới về đây với động cơ máy 1.2 xe gia đình nhé, giá hình như là 169 triệu nhé. Dòng xe Genta nhập thì nó có túi khí an toàn này, đấy, đó cũng là hệ thống gương kính điện cục xe nguyên bản theo xe, ghế nỉ nhé, màn hình Android to vật vã, 169 triệu, biển 99 Bắc Ninh. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia K3 bản 2.0 này, được sản xuất năm 2014 ạ. Dòng xe bản 2.0 này nó sẽ có cả ghế điện bên hàng ghế lái nữa cơ. Đây, đấy, ghế điện bên hàng ghế lái này, vô lăng tích hợp điều hòa auto và cửa sổ trời đây. 425 triệu nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Daiwa Chetti bản SE được sản xuất năm 2010, chiếc xe mang biển 28 Hòa Bình và giá bán coi là 218 triệu. Avante được sản xuất năm 2014 và là dịp coi là 2011 tự động, chiếc 2011 tự động nhé. 22 tự động, không phải là 21 ạ. Con này mang biển Hải Phòng này, giá bán con này 322 triệu, cũng có hệ thống cửa sổ trời, ghế da xịn, điều hòa auto. Đấy, Avante tự động kia đang có 4 con, 2012 và 2011, bản 1.6, bản 2.0 có đầy đủ hết nhé. Đây là bản 1.6, máy của nó sẽ bé hơn bản 2.0 đấy ạ, 322. Đây ngoài là một chiếc xe Hyundai Avante nữa này, rất là nhiều Avante. Đây, đấy. Một chiếc xe Hyundai Avante nữa đây. Con này là bản 1.6 2012 nhá. Giá bán con này là 325 triệu ạ. Đây, rất nhiều Avante luôn. Hệ thống cửa sổ trời, ghế da xịn, 325. Và trên là một chiếc xe Vios bản E được sản xuất năm 2018 với động cơ máy 1.5 tự động nhé. Dòng xe Vios này thì nó sẽ không có đèn bi và không có điều hòa auto, nên giá thành của chiếc xe Vios E tự động này là rất là rẻ, chỉ có 415 triệu thôi, 2018. Hyundai Avante được sản xuất năm 2014, dịch vụ ra tên rồi. Nhưng nguyên bản đây là màu trắng của nó nhé. Đấy, màu trắng nguyên bản và không đổi màu. Thường thường thì dịch vụ thì đa số là những dòng xe là đổi màu ra. Đấy, đặc biệt đây là một chiếc xe không đổi màu nhé. Giá bán con này là 275 triệu thôi.
phân khúc hạng C bản 1.6 số sàn. Đấy. Đăng kiểm con này còn đến tháng 7 2023 mới hết ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Nissan Soli được sản xuất năm 2013 với động cơ máy 1.5 số sàn, phải nói là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn. Với dòng xe này thì có như là hệ thống túi khí ABS đầy đủ này. Đây đấy. ABS đầy đủ luôn, túi khí có luôn hai túi khí. Màn hình Android to vật vã, trần nỉ với mẫu xe này. Đấy, đặc biệt là máy zin từ mặt sàn cò luôn. Đấy, keo chỉ zin 100%, cabo còn chưa hạ cơ. Và giá bán con này chỉ có 215 triệu thôi nhá. Đấy, 215 triệu. Con này mà phát hiện ra lỗi là em cho xe luôn. Tiếp tục phía ngoài là một chiếc xe Vios bản E được sản xuất năm 2017 với động cơ máy 1.5 số sàn, một chủ từ đầu 369 ạ. Honda Accent được sản xuất năm 2018, form mới rồi, có dạng đèn led này, đèn bi này và có cả đề lỗ. Order con này như là chạy mới có hơn 6 vạn thôi. Màu vàng cát biển 88 Vĩnh Phúc nhá, một chủ từ đầu. Hiện tại thì con này em đang bán với giá chỉ có 398 triệu đây. Order con này 6.2 rồi. Đấy. Màn hình cao lùi này, đề lỗ này. 2018 form mới, con này bản đủ nhất và là bản thiếu đâu ạ. Giả đèn led, đèn bi. Đăng kiểm đến cuối năm nay tháng 12/2023. Và tiếp tục đây là chiếc xe Daewoo Lancetti bản CDX được sản xuất năm 2010. Con này là bản xuất Trung Đông, đấy, bản đặc biệt. Có hệ thống cửa sổ trời, điều hòa auto, đề lỗ, là vô lăng tích hợp, giá bán là 242. Toyota Vios bản L sản xuất năm 2014, form mới, với động cơ là 1.5 số sàn, biển Bắc Giang 98A49413, được mang trên mình lớp sơn màu xanh này cũng khá đẹp đấy ạ. Đấy. Với mẫu xe này thì hiện tại em đang bán với giá chỉ có 305 triệu thôi. Mẫu thấp rất là mới đây, vô lăng 3 chấu đây. Màn hình có cam hành trình có luôn, trần nỉ bọc ni lông. Chiếc xe bán ra có giấy tờ cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước nhé. Lốp xe con này vẫn rất là dày, đây, lốp dày luôn. Và giá thì chỉ có 315 triệu thôi ạ. Màu này rất là đẹp, màu này phải nói rất là hot đấy. Dòng xe Mazda hiện tại mới nhất của 2023 và 2022 là ưa chuộng cái màu xe này. Tiếp tục đây là một chiếc xe Daewoo Lancetti bản Series được sản xuất năm 2008 với động cơ máy 1.6 tự động, gọi là bản thiếu nhé, không có cửa sổ trời nên giá thành rất là rẻ, 205. Một chiếc xe Hyundai i10 2015, động cơ 1.2 bản thiếu số sàn nhé, dịch vụ ra rồi, 242 triệu. Với dòng xe i10 bản thiếu thì là sẽ không có để lỗ và không có túi khí ABS, cảm biến mở cửa cũng không. Đăng kiểm tháng 2/2024. Giá bán con này là 242 triệu. Mẫu xe Forerunner được sản xuất năm 2002, động cơ 1.8 còn là bản đủ nhé. Đặc biệt với dòng xe này qua bao nhiêu năm sử dụng rồi. Đấy. Đời thấp đấy ạ. Nhưng mà một chiếc xe phải là phân khúc hạng D. Có túi khí an toàn đầy đủ này, 4 phanh đĩa này. Đấy. Với mẫu xe này có hai dàn điều hòa độc lập, một dàn đằng trước và một dàn bên học phụ để cái trụ tự tay đấy ạ. Màn hình cam lùi có, cam hành trình có luôn. Đấy, trần nỉ, máy gầm đại chất ạ. Xe trang bị 4 phanh đĩa nhé. Hiện tại thì con này em đang bán với giá thì chỉ có 145 triệu, đăng kiểm tháng 6/2023. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios G 2009, động cơ máy 1.5 tự động, xe mang biển thủ đô Hà Nội, giá là 285 này. Vios E 2015 dịch vụ, đấy, tên công ty màu đen nguyên bản không đổi màu, giá bán còn là 325 nhé. Chiếc xe phân khúc hạng C Hyundai Elantra 2008, đặc biệt con này chủ xe độ khá là nhiều đồ rồi, hai mấy ba chục triệu tiền đồ đi ạ. Như là một cặp đèn bi con này đã gần chục triệu rồi, giải đèn led này, cảm biến vòng quanh xe này, và có như là camera 360 nữa cơ. Đây, đấy. Đặc biệt độ lên na đăng đúc có luôn. Giá bán của con này thì chỉ có 162 triệu đồng thôi ạ. Độ cả vô lăng thích hợp.
gần 30 triệu tiền đồ rồi mà giá chỉ có 162 triệu thôi. Ai mua con này thì sẽ lợi được tổng khoảng 30, có khi hơn 30 đấy ạ. Vios G 2003 bán tôi. Và chiếc xe Kia Spectra 2006 giá bán thì chỉ có 99 triệu thôi nhé. Cuối cùng đây là Daewoo Gensha 2009, một chủ biển Thái Bình, 17K9046, giá bán và là 136 triệu đồng nhé. Vâng, vừa rồi thì em đã đi báo giá cho bà con cô bác xem những mẫu xe đang có mặt ở cửa hàng bên em, những mẫu xe 5 chỗ bản sedan thôi. Đấy. Ngày hôm nay thì chỉ báo giá cho bà con xem những mẫu xe 5 chỗ sedan. Ngày mai thì em sẽ báo giá cho bà con xem những dòng xe 7 chỗ. Bà con cô bác mình quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con xem video đầu tiên của em thì nhớ đăng ký kênh nhé. Hãy bật chuông thông báo bên góc phải màn hình 2 lần để cập nhật những mẫu xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.